Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là giảm tốc Teco, công suất là 2,2 kW, 3 HP 3 ngựa. Thông số của motor sử dụng điện áp 3 pha 380V, dòng điện AMPE định mức là 487A, cấp chịu nhiệt của dây động là cấp F, hệ số bảo vệ các nước kháng bụi là IP55. Tốc độ của động cơ khoảng là 1450 vòng 9 phút. Motor Teco lắp với đầu giảm tốc GHM kiểu chân đế. Đây là phần trục ra. Còn đây là motor Teco lắp với đầu giảm tốc GVM kiểu mặt bích. Đây là phần trục ra. Đây là bích. Ngoài ra thì motor Teco còn có thể lắp với được nhiều đầu giảm tốc khác nhau như là WP, một số giảm tốc NMRV, hoặc lắp với đầu hộp số giảm tốc R tải nặng. Sau đây là hình ảnh kho xưởng văn phòng công ty.